Hôm nay sở dĩ là hai mẹ con cùng với nhau live để gặp gỡ mọi người, bởi vì hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 4. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày gì? Có phải ngày nói dối không? Ngày gì? Ngày cá tháng 4. Ngày cá tháng 4. Ông Nhung nhớ 19 năm về trước, vào đúng cái ngày cá tháng 4 này thì ông Nhung đang hát ở ở Úc và được nghe người thân ở nhà báo tin là anh Sơn qua đời. Và vì thế là ngay tối hôm đó là Nhung xin phép ban tổ chức thay đổi vé máy bay của mình và trở về Việt Nam. Tất cả những ngày sau đó là những ngày mà rất nhiều nước mắt của không biết bao nhiêu con người Việt Nam. Tiếc thương sự ra đi của anh Sơn, nhưng mà không biết có phải đó là một cái sự ngẫu nhiên hay không mà anh ra đi đúng vào ngày cá tháng 4, vào ngày mà mọi người có thể nói hoặc làm một cái điều gì đấy mà nó không phải là sự thật. Thì cái việc mà anh Sơn ra đi chắc là nó không phải là sự thật, và đến bây giờ đúng là nó không phải sự thật, bởi vì tất cả những bài hát của anh Sơn, âm nhạc của anh Sơn và kể cả cái triết lý sống của anh Sơn nữa vẫn còn ở lại với đời, ở lại trong lòng của biết bao nhiêu con người Việt Nam và kể cả người không phải là Việt Nam, người nước ngoài chăng nữa. Thì anh Sơn đã trở thành một biểu tượng về âm nhạc, biểu tượng về văn hóa và là chỗ dựa tinh thần của biết bao nhiêu người Việt Nam trong cả những lúc vui nhất, trong những ngày người ta cưới nhau này, hay là trong khi mà đôi tình nhân trẻ tỏ tình với nhau, cũng dùng những bài hát của anh Sơn, về tình yêu trong bài hát của anh Sơn. Và kể cả trong những lúc người ta buồn khổ nhất, kể cả khi phải đối diện với cái chết, thì âm nhạc của anh Sơn vẫn vẫn là chỗ để người ta dựa vào, vẫn là cái tiếng 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 tinh thần, cái tiếng hồn của con người Việt Nam để nâng nâng người ta dậy. Thí dụ như trong Du Ta Ngậm Ngùi, mà kể cả viết về cái chết thì đối với anh vẫn là thơ, vẫn là nhạc, vẫn là cái nơi mà cái vòm lá xanh ôm lấy mình. Và chính vì thế trong hôm nay với mối hoàn cảnh của mùng 1 tháng 4, ngày cá nói dối của năm 2020, khi mà tất cả chúng ta đều phải trải qua một cái thời khắc lịch sử cực kỳ khôn lường và cực kỳ là đau khổ, đối diện với cái chết và quá nhiều những mất mát, thì hôm nay với mùng 1 tháng 4 có thể cứ cho đó là chuyện không có thật. Hãy nghe âm nhạc của anh Sơn để thấy tình yêu, để thấy sự chắp cánh và để thấy rằng nếu như cuộc sống này nó có hữu hạn thì tình yêu nó sẽ là vô cùng. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, ta vẫn có thể suy nghĩ một cách tích cực. Đây là đúng như cái tinh thần của anh Trịnh Công Sơn. Nếu như mọi người đã từng nghe, chắc là mọi người đều nghe rồi, Mưa Hồng đấy. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên, người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh xao nhiều.
tháng năm, gót chân mòn trên phiêm du. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia nắng như vẫn xanh. Hôm nay một lần nữa, mùng 1 tháng 4, Hồng Nhung là một trong rất nhiều triệu những người Việt Nam. Và Hồng Nhung biết rằng có cả những người không phải là người Việt Nam, như người Nhật hay người Mỹ hay người Pháp, đều yêu quý anh Sơn và đều giữ nghệ thuật của anh, âm nhạc của anh trong tâm hồn của mình theo một cái cách riêng. Như là nối vòng tay lớn ấy. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sân Hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam. Vàng Thủa Bóng là người viết là đoạn số 3. Bông đùa biển khơi, bông đùa núi đồi, bông đùa đùa tôi. Làm chi mà vội giọt nắng ban mai, làm chi mà vội. Em đi bóng về, em về bóng đi. Làm chi mà vội, đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi. Nắng vàng ở đâu, bóng ngủ nơi nào, có còn bờ ao trăng về thua ấy, thua bóng à người. Bây giờ mình sẽ hát một bài của cậu Sơn để tạm biệt mọi người nhé. Bài gì nhỉ? Để cho mọi người thật vui ấy. Bài Kisco, Kisco, Kisco. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái đang bay theo thời gian. Làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Mỗi khi chiều tới cần có một tiếng cười để làm gì. Mỗi khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn đi, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió để gió cuốn đi. Cảm
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nối một vòng tay nho nhỏ ngày hôm nay kỷ niệm ngày 1 tháng 4, một kỷ niệm buồn, nhưng mà anh Sơn muốn chúng ta không nghĩ đến cái sự ra đi như là một chuyện quá buồn, mà hãy nghĩ đến cái điều vô hạn, đó là cái tình yêu để lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nối vòng tay ngày hôm nay nhá. Cảm ơn bé Tôm nhá.